Sáng ngày 3 tháng 4, trên địa bàn huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 9 người thương vong. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, tài xế Hoàng Ngọc Anh, 32 tuổi, quê huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, lái xe tải chở dưa di chuyển hướng Tuy An về huyện Sơn Hòa. Trên cabin lúc này còn có 9 người. Khi chiếc xe đến đoạn đường qua xã An Mỹ, bất ngờ bị lật vào vách núi. Vụ tai nạn khiến 4 người tử vong, gồm tài xế và 3 người trú tại thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. 5 người bị mắc kẹt trong xe được giải cứu đưa ra ngoài, chuyển tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên cấp cứu. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, tổ chức cứu hộ đồng thời điều tra nguyên nhân vụ việc. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Yên cho biết, ngoài một số người nhà xe quê ở Bình Định, thì đa phần đều là người trồng dưa và đi nhờ xe tải để về quê. Theo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Yên, 9 nạn nhân có quê ở Quảng Bình, Bình Định và Quảng Ngãi, chủ yếu là người dân lao động, trồng dưa hấu ở huyện Sơn Hòa. Họ theo xe tải để về quê nhưng không may gặp nạn. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Tiếp nối bản tin, mời quý vị và các bạn cùng đến với những tin tức giao thông đáng chú ý trong phần giao thông số. Thưa quý vị, theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội, trong 3 tháng đầu năm 2023, tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố được kiềm chế, giảm 3 tiêu chí so với quý 4 năm 2022, giảm về số vụ, số người chết so với cùng kỳ năm 2022. Kết quả này có được nhờ một phần duy trì việc xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Theo thống kê, trong 3 tháng đầu năm 2023, toàn thành phố Hà Nội xảy ra 130 vụ tai nạn giao thông, làm 56 người chết, 101 người bị thương. Cũng trong quý 1 năm 2023, lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự, cảnh sát cơ động đã xử lý 71.167 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền trên 148 tỷ đồng. Trong đó, xử lý vi phạm nồng độ cồn là 18.310 trường hợp, vi phạm tốc độ là 2.094 trường hợp. Kết quả xử lý vi phạm nồng độ cồn của Hà Nội chiếm 14,1% tổng số xử lý vi phạm nồng độ cồn của cả nước. Các tổ công tác 141 cũng xử lý hơn 2.700 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó 2.532 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phát hiện 35 vụ việc có dấu hiệu tội phạm, bàn giao 41 đối tượng cho các đơn vị chức năng điều tra, giải quyết.